Xin chào anh em tín đồ hàng nội địa Nhật Bản. Tuấn Trinh Japan hôm nay tranh thủ lại giới thiệu với anh em một cái mẫu hàng ghế massage nội địa tầm trung. Đó là em Ineda Family. Family Ineda S8100. Mẫu này thì Tuấn Japan thấy design là rất đẹp. Theo phong cách là rất là sang, trắng đen phối hợp rất là tinh tế. Cái này còn có cái để nót mông đó. Em này thuộc lại phân khúc tầm trung. Có năm sản xuất là năm 2016 em ghế này. Năm 2016. Bảng điều khiển rất còn đẹp. Đấy. Có chức năng 4 bài tự động và các bài tinh chỉnh, các bạc đánh vùng rất đẹp. Em này thì là Tuấn Japan mới về, và Tuấn Japan thì tiếp tục sang tuần tới đây và ngày mai lại về những em siêu phẩm như Panasonic EP-MA99 và một vài em mẫu Fuki AS2000 và rất là nhiều mẫu mới nữa. Thì anh em tín đồ hãy đăng ký kênh của YouTube của Tuấn Japan để theo dõi những sản phẩm mới để Tuấn Japan giới thiệu đến anh em cộng đồng yêu thích cái hàng nội địa để có những sản phẩm tốt, giá thành hợp lý. Tuấn Japan thì là sản phẩm của Tuấn Japan đến tay người tiêu dùng luôn luôn được bảo hành. Một tháng đầu tiên là một đổi một đổi mới luôn, hoặc là sản phẩm tương đương, và tiếp theo nữa là có những gói bảo hành tùy theo giá. Như em này là có giá từ 40 triệu rồi đây. Đấy, thì tùy những anh em muốn chọn lựa những gói bảo hành như này thì Tuấn Japan ra sản phẩm đến tay khách hàng thì luôn luôn có tem bảo hành. Đấy, đó là tem vỡ luôn, rất là chuyên nghiệp, và cái đội ngũ để phục vụ service những cái nếu mà có lỗi lầm gì thì là sẽ xử lý. Vì Tuấn Japan là chuyên ngành kỹ thuật, hiện nay là quản lý hệ thống kỹ thuật của hồ sơ, và anh em gọi là nói anh em cũng có, và những cái bạn học trò để làm những cái việc về kỹ thuật như là điện lạnh, rồi là điện nước, rồi là ghế massage, thì đủ những trình độ để em tới sự hài lòng, yên tâm cho khách hàng. Đây là một cái mẫu ghế mà Tuấn Japan thấy là nó rất đẹp, và cái tầm tiền thì là vừa phải, đời thì là rất cao, đời 2016. Thì hôm nay Tuấn Japan thì giới thiệu với anh em sơ sơ cái này, về cái mẫu này, và tiếp là có thể ngày mai là Tuấn Japan sẽ khui hàng về một cái em Panasonic EP-MA99 rất đẹp, và một vài con hàng nữa, rồi là Fuki A2000, rồi là Fuki 970, rồi Fuki 1100, có rất nhiều hàng. Như em này Fuki 1100 thì mai sẽ đi Linh Bình để cho một khách hàng đi Linh Bình. Và Tuấn Japan thì đã cho vận hành thử luôn em này, để xem nó trải nghiệm một chút. Đây, Tuấn Japan thì cứ lúc nào cũng lên hình chứ không phải giấu hình gì đâu cả. Đây, đang nghe quý tiên tin tưởng. Có 4 bài anh vùng và những cái tinh chỉnh bài
tự động vào những bài đánh vùng đây. Đây cái tay này nó cũng thiết kế cũng rất là tinh tế màu đen. Con năm này thì đang dò tìm huyệt đạo rất là êm ái. Cái phân khúc tầm trung thì em Inada Family Inada S8100 này là cái đáng để anh em quan tâm. Cái con lăn lòng bàn chân này thì cái đời này không phải là con lăn mà những cái gai kết hợp túi khí ép lên lọc ở chân cũng rất là phê. Túi khí bóp chân thì bóp là rất đã, con lăn cảm giác là rất thích. Túi khí để ép lòng một cái tay rất thích này. Da thì mềm mại. Các anh em để ý da khi mà thôi cái này tạm dừng bánh đây đã để Tuấn ra ban giới thiệu tiếp cho anh em. Chung là con này là rất là bánh là cũng rất là phê trong cái tầm giá 40 triệu trên 40 triệu thì là con này một trong là con đỉnh ca. Anh em lưu ý là khi mình chọn lựa sản phẩm thì nếu mà là hàng chất lượng nó còn đẹp hay xấu thì phải nhìn vào cái lớp da mềm, lớp da mềm. Chứ còn nếu mà khi mà nó chỗ nào nó bị cứng là cái lớp da đó đã bị, nói chung là sử dụng là lâu rồi và bị có thể là phơi ngoài trời nắng mưa. Chứ còn nếu mà cái lớp da mà nó mềm mại thì chứng tỏ là cái ghế đó nó có sử dụng nhưng mà sử dụng không nhiều. Và cái chủ bên Nhật thì sử dụng rất là cẩn thận. Chứ anh em mà chọn cái ghế nào mà nhìn nó bị da nó cứng, sờ vào tay cứng thì là cũng nên hạn chế. Đừng có ham quá rẻ thì là sản phẩm nó sẽ không được tốt. Đây, camera cho xoay lần sau. Đây cái đời này nó làm là sau rất là nhỏ gọn. Đây những cái tem mát rất là xịn sò, chứ không như là một số những cái hàng nhái rồi là hàng gọi là cái tiền gì đó đâu mấy triệu, 10 triệu có cái ghế massage, rồi mấy chục triệu, kể cả mấy chục triệu cái ghế massage của gọi là Trung Quốc thì không thể bì được bằng cái hàng sản phẩm nội địa này. Thì Tuấn Japan thì cũng giới thiệu anh em sơ qua cái bộ ghế Family Inera này, S8100. Nếu mà anh chị em nào có quan tâm cái sản phẩm này thì hãy liên hệ với số Tuấn Japan qua số điện thoại 0929 75 6868 và 0913 32 0614 để tìm hiểu thêm. Tuấn xe Japan sẽ cung cấp thêm cái chi tiết về những sản phẩm. Riêng những sản phẩm này là có những cái đã được Việt hóa, những sách hướng dẫn sử dụng
nên anh chị em hãy yên tâm để sử dụng, không có vấn đề gì cả. Xin chào anh chị em.